xin chào quý vị và các bạn. Welcome to Anthony Thiên Tăng Channel nha. Hôm nay Anthony chia sẻ đến quý vị và các bạn những ngày Giáng sinh của cuối năm 2021 và sắp đầu năm của 2022. Đây là Federation Square, tức là đối diện Flinders Station, cái trạm xe lửa Flinders Station của thành phố Melbourne. Thì trong những ngày Giáng sinh này á, nó rất là nhộn nhịp luôn quý vị. Cái này là ngày thường thôi nha, chưa phải là cuối tuần. Hôm nay là ngày thứ năm, thành ra là cái số lượng người đi về thì nó chưa có đông lắm, nhưng mà cũng rất là vui. Còn bên này là cái tháp của Melbourne, hồi nãy nó cháy cái đèn lên rất là đẹp, bây giờ nó đang có một đợt. Và Flinders Station số lượng người ta đi qua đi lại cũng còn rất là đông. Giờ này là gần 10 giờ tối rồi, thì có một số người đã đi về bớt rồi. Đây là cảnh của Giáng sinh nha. Anthony sẽ quay gần kề để mà chia sẻ trong kênh của Anthony. Trên này á, nhìn xuống nó rất là đẹp, tại vì nó đối diện cái Flinders Station, cái căn nhà cổ và cây đèn Noel. Excuse me.
thì sẽ đi sâu vô trong này để coi cho còn những cái gì hay. Có hai cái con cái máy thêm GoPro thêm này á, nó cái màu sắc nó đẹp thiệt á, nhìn trong cái screen nó coi những cái cảnh mà quay trong cái video này nó màu nó đẹp. Nhớ quý vị và các bạn nhớ ấn chuông subscribe để mà cập nhật video mới nha. Em thấy lúc nào cũng sẽ là cố gắng có những camera đẹp đẹp để mà quay những cái cảnh, những cái phim nhỏ hay là cảnh để mà chia sẻ tuyệt vời trong cái kênh của em thôi. Cái này là 5K trên GoPro 10 nha. Mấy cái này á, phim này mà cắt làm nhạc đồ Giáng sinh đồ là tuyệt đẹp luôn. Mới đi nhỏ nó đưa xếp đu làm cái này cũng chắc thì nó nhỏ đưa xếp đu cho những cái dàn đèn